Dạ Quyền xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh channel của Quyền Gà Bốc. Và ngày hôm nay thì Quyền sẽ cập nhật giá dòng điện thoại Samsung tại Thế Động và Điện Máy Xanh để gửi đến tất cả cô chú, anh chị, bạn mình một video tham khảo về mức giá và cũng như là chương trình khuyến mãi hiện tại của dòng điện thoại Samsung. Thì rất mong video này sẽ mang lại hữu ích cho cô chú, anh chị, bạn mình xem tham khảo về mức giá và cũng như là chương trình khuyến mãi nha. Hôm nay thì Quyền cũng làm liên tục những video cập nhật giá và cũng như là review những dòng sản phẩm mới ra tại Thế Động Điện Máy Xanh. Thì cô chú anh chị bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh để ủng hộ Quyền nha, để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào khi mình đăng tải lên kênh YouTube của Quyền Gà Bốc. Và trên tay Quyền đây là dòng điện thoại Samsung Galaxy A04 phiên bản 4GB. Với mức giá hiện tại tại Thế Động Điện Máy Xanh là 3.490.000 và chúng ta sẽ được hỗ trợ góp 0% lãi suất tại Thế Động Điện Máy Xanh. Với một thiết kế là nhựa nguyên khối mặt lưng bóng như thế này, nổi bật với cụm 2 camera với độ phân giải camera chính là 50, camera phụ là 2 pixel, đèn LED kế bên luôn các bạn nha. Và chúng ta sẽ có những góc cạnh của máy sẽ được bo rất là mềm mại nha. Rất là mềm mại nha. Tạo chúng ta cảm giác cầm nắm rất là ôm tay, không bị cứng tay tí nào là cả các bạn. Rất là ôm tay. Bên trái thì chúng ta sẽ có chỗ để cái sim ở đây. Máy hỗ trợ 2 sim 4G nha và một thẻ nhớ mở rộng. Phía dưới chúng ta sẽ có jack 3.5, mic thoại, sạc và lo. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn, phía trên là tai nghe âm lượng. Phía trên cùng chúng ta sẽ có thêm một cái mic để hỗ trợ thu âm khi chat recall hoặc quay video. Về màn hình thì chúng ta sẽ có một màn hình là 6.5 inch với độ phân giải là HD+ và máy được trang bị con chip là Helio P35 8 nhân, RAM 4GB và bộ nhớ trong là 64GB, giúp chúng ta tải những ứng dụng nè, lưu trữ dữ liệu, học tập, làm việc, chơi game giải trí trên đồng điện thoại này các bạn nha. Về camera selfie thì máy trang bị camera selfie dạng nhìn giọt nước với độ phân giải là 5 pixel, đủ cho chúng ta là chat video call, quay video từ camera selfie, chụp hình selfie luôn các bạn nha. Đó. Máy thì trang bị viên pin chúng ta là 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh là 15W luôn. Hỗ trợ sạc nhanh 15W luôn nha, cũng rất là ok. Với một mức giá rẻ như vậy thì đều chúng ta không thể nào mà đòi hỏi một cái cấu hình nữa có thể cao hơn được nữa. Và đây là một trong những dòng điện thoại giá rẻ của Samsung các bạn nha. Máy còn có màu đen và màu xanh nữa các bạn nha. Rất là ok. Cầm nắm cũng rất là ôm tay vừa tay chứ không có bị cấn tay nha các bạn nha. Rất là đẹp. Samsung Galaxy A04 với mức giá hiện tại là 2.990.000, giảm còn 2.490.000 dành cho phiên bản 3GB, mỗi nhớ trong là 32GB. Còn phiên bản mà 4GB, mỗi nhớ trong 64GB là 3.490 và giảm còn 3.390 tại Thế Động và Điện Máy Xanh. Và dĩ nhiên là sẽ có chương trình hỗ trợ góp không lãi suất rồi. Cô chú anh chị mình mua góp thì chỉ cần đem căn cước công dân đủ từ 20 tuổi cho đến 60 tuổi thì chúng ta có thể lên hồ sơ góp được rồi nha. Cô chú anh chị mình ở khu vực Cầu Kè thì đến ngay Điện Máy Xanh Cầu Kè để chúng ta thi trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này nha. Và đây là Samsung Galaxy A04S các bạn. Đây là phiên bản màu xanh các bạn nha. Máy cũng rất là đẹp. Mặt lưng cũng là một trong những mặt lưng giả kính bóng các bạn nha. Các góc cạnh thì cũng được bo nè, rất là mềm mại ha, tạo chúng ta cảm giác cầm nắm rất là ôm tay. Mặt lưng thì chúng ta sẽ có 3 cam với độ phân giải của cam đây chính là 50, 2 cam phụ là 2 pixel và đèn LED nằm kế bên. 3 cam phía sau thì chúng ta đáp ứng cho chúng ta là chụp chân dung nè, chụp xóa phông nữa, rất là đẹp nha. Tuyệt vời luôn á. Với một mức giá cũng rất là phải chăng, 3.990.000 thôi các bạn. Ngoài ra máy còn trang bị chúng ta một cái màn hình là 6.5 inch, độ phân giải là HD+ và sử dụng con chip Exynos 850 8 nhân, RAM thì 4GB và bộ trong là 64GB các bạn nha. Đó. Các bạn thấy Quyền vuốt cho nó màn hình này rất là mượt không? Tại vì máy được trang bị cái tần số quét cũng khá là cao là 90Hz. Đó, những thao tác bút chạm trên màn hình này cũng trở nên mượt mà và tạo cho chúng ta cảm giác rất là nhanh, phản hồi rất nhanh trên màn hình này. Camera selfie của máy là dạng hình giọt nước với độ phân giải là 5 pixel các bạn nha, camera selfie nha. Máy thì trang bị một phi pin là 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh là 15W cho chúng ta. Đó. Phía dưới thì chúng ta có là jack 3.5 nè, mic thoại nè, sạc và lo. Đó, đây. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn. Nút nguồn này là thích hợp camera mẫu khóa vân tay một chạm nha. Phía trên là tai nghe âm lượng. Phía trên cùng có thêm một cái mic để hỗ trợ thu âm khi chat video call hoặc quay video.
nó sẽ cho âm thanh nó chất lượng hơn, tốt hơn. Bên trái là chỗ để cây sim nè, đó, để giúp cho chúng ta tháo lắp sim nó tiện lợi hơn, hỗ trợ hai sim và một thẻ nhớ mở rộng nha. Cảm giác cầm nắm thì rất là ôm tay. Đây, những màn hình 90 hạt nha các bạn nha, những thao tác vuốt chạm thì trở nên là mượt mà hơn, tuyệt vời hơn nè, không quá mượt đi. Với mức giá hiện tại của dòng điện thoại Samsung Galaxy A04s là 3.990.000 và chúng ta sẽ được giảm chỉ còn có 3.490.000 tại Thế Giới Rộng và Điện Máy Xanh, và chúng ta được hỗ trợ chương trình góp 0% lãi suất luôn nha cô chú và bạn mình ơi. Đến ngay Thế Giới Rộng Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này. Và nếu mua góp thì chỉ cần căn cước công dân đủ 20 tuổi đến 60 tuổi thì chúng ta có thể lên hồ sơ được rồi nha. Đến ngay Điện Máy Xanh Cầu Kè của chú và bạn mình nha. Trên tay Quyền đây là dòng điện thoại Samsung Galaxy A13 phiên bản 6GB các bạn. Đây, rất là đẹp nha. Với mặt lưng giải kính bóng đây, tuyệt vời. Nhìn phản chiếu rất là đẹp luôn. Với 4 camera phía sau rất là hầm hố nha. Đó, với độ phân giải của camera chính lên đến là 50, cam phụ nhất là 5 và hai cam phụ lại là 2 sao, đèn led nằm kế bên, đáp ứng cho chúng ta đủ chức năng chụp ảnh từ camera góc rộng, xóa phông, chụp panorama, rồi chụp cận cảnh macro đều hết luôn các bạn nha, rất là tiện cho chúng ta. Máy thì chúng ta sẽ có một cái mặt lưng rất là đẹp như thế này, đây là bản màu đen nha các bạn nha, nhìn khá là sang trọng ha. Về màn hình thì chúng ta sẽ có một màn hình 6.6 inch với độ phân giải là Full HD Plus, và máy sẽ được trang bị con chip Exynos 850 8 nhân của Samsung sản xuất luôn nha. RAM thì chúng ta sẽ có 6GB hoặc là 4GB tùy theo nguyên bản mà chúng ta lựa chọn. Đây nguyên bản quyền cầm là 6GB nha các bạn nha. Pin thì chúng ta sẽ có viên pin là 5000 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh cho chúng ta là 15W luôn nha. Pin 5000 nữa, trụ cả một ngày dài, sạc nhanh là giúp rút ngắn được cái thời gian mà chúng ta sạc pin, tăng cái thời gian mà chúng ta trải nghiệm sản phẩm lên, quá là tuyệt vời luôn, quá ok luôn. Đây là một trong những dòng điện thoại có hỗ trợ cho chúng ta tính năng mở rộng RAM trên dòng điện thoại Samsung luôn các bạn nha. Chúng ta chỉ cần vào phần chăm sóc thiết bị chúng ta mở rộng RAM lên thôi. Ví dụ như RAM 6GB thì chúng ta sẽ được mở rộng lên 6GB, còn RAM 4GB thì chúng ta sẽ được mở rộng lên RAM 4GB. Đó, chọn vào bộ nhớ thôi. Rồi, máy sẽ tự động kiểm tra ở trên đây. Kiểm tra và chúng ta sẽ vào phần RAM Plus mở rộng lên thôi. Rất là tiện lợi. Camera selfie là dạng hình giọt nước thế này. Ha. Bắt đầu phân giải là đây là được nâng lên 80 sao nha các bạn nha. Được 80 sao. Quá là tuyệt vời. Bộ nhớ trong 128GB, RAM 4GB hoặc 6GB, hai phiên bản để chúng ta lựa chọn nha. Đây là một trong những dòng điện thoại giá cũng rất là ok của Samsung trong thời điểm hiện tại nha. 4.690 đủ để chúng ta có thể chụp hình, quay phim, làm vlog được luôn, làm YouTube được luôn. Đó, màn hình cũng rất là ok, đáp ứng tốt chúng ta trong công việc học tập, làm việc, giải trí trên dòng điện thoại này rất là ok, dành cho các bạn học sinh sinh viên cũng rất là hợp lý luôn nha. Với mức giá hiện tại là 4.690.000 và chúng ta sẽ được giảm còn 3.690.000 và có hỗ trợ góp cho chúng ta, thì đây là một trong những mức giá tốt với cấu hình ổn định sử dụng cho học tập, làm việc, chơi game, giải trí cũng khá là ok trong tầm trở này. Đến ngay Thế Đồng Điện Máy Xanh của chú và bạn mình nha. Về cảm giác cầm nắm thì cũng rất là vừa tay các bạn, không bị cấn tay ha. Tại cái viền nè, thì các bạn nhìn thì cái viền cũng nó cũng hơi dày ha các bạn nha, nó hơi dày nha, nhưng mà nó sẽ bo ở góc này cho chúng ta. Như các bạn xem nè, ở phía dưới thì chúng ta sẽ có chắc 350 mít thoại sạc và lo. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn tích hợp mở khóa nhân tai một chạm, phía trên tăng giảm lượng. Phía trên cùng sẽ có thêm một cái mic để mà hỗ trợ thu âm khi chat video call hoặc quay video. Cái mic nó nằm vị trí này nha bạn nha. Bên trái thì chúng ta sẽ có chỗ để cây sim ở đây. Về mặt lưng thì chúng ta sẽ có một mặt lưng nhám các bạn nha, nhám hạn chế báo vân tay và chạy xước. Chúng ta sẽ có những quân dọc từ trên xuống dưới như thế này. Đây là ba camera này thì chúng ta sẽ có độ phân giải của camera chính
lên đến là 50 pixel. Camera phụ thứ nhất là 5 pixel và camera phụ còn lại là 2 pixel, đèn led 5 phim giây, và có chữ Samsung nằm ở vị trí dưới này các bạn nha. Mặt sau là nhám nha các bạn nha. Để cảm giác cầm nắm thì Quyền cảm thấy cũng rất là ok, rất là vừa tay các bạn nha. Ở phần dưới này thì các bạn để ý nè, nó cũng dày các bạn nha, nó hơi dày so với phía bên trên. Màn hình của máy thì chúng ta sẽ một màn hình là IPS LCD 6.6 inch với độ phân giải là Full HD Plus. Máy thì được trang bị con chip Exynos 850 8 nhân. Máy có hai biên bản các bạn, đó là 4GB và bộ nhớ trong 128GB, và biên bản là 6GB và bộ nhớ trong là 128GB. Camera selfie thì chúng ta sẽ có camera selfie 13 pixel, thì sẽ cho chúng ta những bức ảnh và video quay từ camera selfie cũng rất là sắc nét. Về phần màn hình thì chúng ta sẽ có tần số quét là 60Hz đối với dòng điện thoại Samsung Galaxy M14 phiên bản 4G này, 60Hz các bạn nha. Độ sáng tối đa của màn hình này là hãng công bố là 400 nits, và cái kính của màn hình này là kính cường lực các bạn, kính cường lực nha. Đó. Còn về camera selfie thì chúng ta sẽ có camera selfie 13 chấm, chúng ta sẽ có thể là chức năng là làm đẹp nè, làm đẹp từ camera selfie các bạn, xóa phông từ camera selfie, và sẽ có bộ lọc màu các bạn. Đó. Chuyên nghiệp chụp macro từ camera sau được luôn các bạn nha. Quay video chân dung từ camera trước luôn nha, chụp chân dung từ camera trước ha. Trên đây thì chúng ta sẽ có selfie, có thể chọn được những tính năng làm đẹp ở đây. Đó, có những bộ lọc màu đây. Về camera sau thì chúng ta sẽ có độ phân giải lên đến là 50 pixel, và chúng ta sẽ có một số tính năng như là chụp góc rộng nè, và nhân 2x, và quay video thì chúng ta sẽ quay được Full HD 30 frame, và số tính năng khác như là chụp macro chuyên nghiệp toàn cảnh, chụp thức ăn, vân vân. Máy thì trang bị hệ điều hành Android 13 các bạn, và chúng ta sẽ có tốc độ xử lý của con chip Exynos 850 8 nhân là 2.2GHz, chiếc đầu quả là Mali G52 các bạn nha. Máy có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến là 1T. Máy này hỗ trợ 4G các bạn nha, hỗ trợ 2 SIM Nano. Hỗ trợ 2 SIM Nano. Pin thì của máy thì dạng pin 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh là 15W. Mình sẽ mở cái phần chăm sóc thiết bị nè, các bạn xem ha. Và trong đây chúng ta sẽ có cái phần mà bộ nhớ game. Đây thì chúng ta sẽ có tính năng là mở rộng nè, game ha, mở rộng game LED đó của dòng điện thoại Samsung. Oppo thì cũng hiện tại cũng có tính năng đó luôn các bạn nha. Máy thì nặng là 201g các bạn, 201g nha. Máy thiết kế nguyên khối thì bằng nhựa. Thì đây là một trong những cái thiết kế mới của dòng điện thoại Samsung trên cái dòng điện thoại A14 này. Thì chip thì cũng sử dụng lại con chip Exynos 850 8 nhân của những dòng trước, nhưng mà với một cái thiết kế hoàn toàn mới các bạn. Máy trở nên đẹp và cứng cáp hơn. Mức giá của dòng điện thoại Samsung Galaxy A14 phiên bản 4G 4GB đó là 4.490.000, giảm còn 3.890.000. Và phiên bản 6GB bộ nhớ trong 128GB là 4.990.000, và chúng ta sẽ được giảm còn 4.790.000, và sẽ có hỗ trợ chương trình góp 0% lãi suất, và có một cái chương trình giảm thêm đó là vòng quay trong quà tặng VIP các bạn nha. Thì chúng ta sẽ được giảm thêm từ 400 cho đến 800 dành cho phiên bản 6GB, và vài phiên bản 4GB thì sẽ không có chương trình áp dụng nha các bạn nha. Đến ngay Thế Đồng Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta trên tay trải nghiệm dùng sản phẩm này của chú chị bạn mình ơi. Trên tay Quyền đây dòng điện thoại Samsung Galaxy A14 phiên bản 5G các bạn,
Đây là một trong những dòng điện thoại có hỗ trợ mang 5G với mức giá rẻ nhất của Samsung. Về cấu hình của máy thì chúng ta sẽ có một cái màn hình rất là đẹp như thế này. Với một cái độ rộng của màn hình là 6.6 inch các bạn. Tấm nền của màn hình đó là IPS LCD. Với độ phân giải là Full HD Plus sẽ cho chúng ta những cái hình ảnh hiển thị nó trở nên sắc nét và chân thực hơn. Khi các bạn mà xem phim hay là lướt web á thì nó sẽ cho chúng ta một cảm giác rất là, nói chung là rất là chân thực ha. Đó. Nó không có hiện tượng gan cưa đó các bạn. Cái độ phân giải trên Full HD Plus mà quá là tuyệt vời luôn á, trên dòng điện thoại Samsung Galaxy A14 bản 5G này. Chúng ta sẽ được trang bị một camera selfie ở đây các bạn nha, với độ phân giải lên đến là 13 megapixel, hứa hẹn sẽ cho chúng ta những cái bức ảnh selfie cho nên sắc nét và chân thực nhất có thể nha. Về phần camera selfie thì Quyền sẽ test sau. Về màn hình thì chúng ta sẽ được trang bị một cái tần số quét lên đến là 90Hz các bạn. Đó, những thao tác vuốt chạm này trở nên rất là mượt mà ha. Đó, khi mà chúng ta sử dụng lướt web đi, ví dụ như lướt web đi hoặc là xem phim thì chúng ta sẽ cần lướt web xem phim thì nó trở nên rất là mượt mà hơn. Đó, còn các bạn chơi game á, khi mà các bạn combat những cái thao tác mà nhanh trên màn hình đó, nó cũng nhạy hơn nữa, như vậy thì nó sẽ đáp ứng tốt hơn cho cái việc mà chúng ta nè vừa học tập nè, vừa làm việc nè, vừa chơi game giải trí trên dòng điện thoại này. Rất là tuyệt vời. Đó là dòng điện thoại Samsung Galaxy A14 ha bạn nha. Đó, bản 5G. Tiếp theo là chúng ta sẽ có được trang bị một cái hệ điều hành mới nhất hiện tại, đó là Android 13 các bạn. Hệ Android 13 sẽ được trang bị sẵn trên cái dòng điện thoại Samsung Galaxy A14 này luôn. Đó, rất là tuyệt vời. Đó, rất là thuận tiện, chúng ta không cần phải update gì cả. Đó, mặc định nó đã là Android 13 rồi. Về mặt lưng thì sẽ có một mặt lưng nhám hạn chế bám vân tay và chạy xước ha, sẽ cho chúng ta một cảm giác cầm nắm rất là ôm tay, rất là chắc tay như thế này. Đó, hạn chế cái việc mà trơn trợ khi mà chúng ta cầm nắm điện thoại này các bạn nha. Về mặt lưng nè, các bạn cũng thấy là mặt lưng nhám ha, hạn chế bám vân tay và chạy xước nè, tạo cho máy nó có cảm giác bền bỉ hơn. Về camera thì chúng ta sẽ có một cụm camera dọc như thế này, gồm 3 cam các bạn nha. Một cam chính với độ phân giải là 5 megapixel, 2 cam phụ là 2 megapixel và một đèn led ở vị trí này. Đó. Về camera thì mình sẽ test cho các bạn xem. Về camera, đây là camera selfie các bạn nha. Đó, camera selfie. Đây camera selfie, và chúng ta sẽ có tính năng là chụp nhiều người á các bạn. Đây là chụp nhiều người nè. Đó. Còn đây là chụp một người, ví dụ chụp một mình Quyền thôi, là cái này. Các bạn nha. Rồi, cũng có chân dung luôn, cũng có chụp phần xóa phông từ camera trước luôn các bạn nha, chụp xóa phông luôn nha. Quay video ở độ phân giải là Full HD 30 frame. Rồi, đây là camera trước ha. Còn camera sau thì chúng ta sẽ có một cái camera sau độ phân giải này. Đó. Này là quay video 1x, 2x các bạn nha. Đó. Với độ phân giải là Full HD 30 frame ha. Về hình ảnh thì chúng ta sẽ có chế độ là chụp 1x nè, chụp 2x ha. Rồi chúng ta sẽ zoom lên 4x, 10x luôn nha. Đó, tùy. Một số tính năng nữa đó là chụp chân dung ha bạn nha. Chụp chân dung là có nghĩa là chụp xóa phông á ha. Bạn chụp xóa phông. Rồi, chúng ta sẽ có một số tính năng khác như là chụp chuyên nghiệp nè. Các bạn thấy không, chụp chuyên nghiệp, chụp macro là chụp cận cảnh các bạn nha, toàn cảnh, chụp ban đêm, chụp thức ăn và chuyển động chậm, chuyển động nhanh nè, một số tính năng ha. Rồi, tiếp theo là một phần khá quan trọng và cũng có rất nhiều bạn quan tâm tới, đó là cái phần về con chip các bạn nha. Thì máy sẽ được trang bị một con chip đến từ MediaTek. Đây là con chip Dimensity các bạn nha, Dimensity 700 nhá, có hỗ trợ mạng 5G chúng ta. Có hỗ trợ mạng 5G chúng ta luôn. Rất là tuyệt vời. Với con chip này thì nó sẽ có 8 nhân để mà chúng ta để xử lý, thì nó sẽ đáp ứng tốt cho chúng ta. Thứ nhất là về cái việc mà sử dụng các đường vũ thông thường, và thứ hai nữa sẽ tạo cho chúng ta một cảm giác mượt mà hơn khi mà chúng ta chơi game hoặc là xem video. Bên cạnh đó thì máy còn trang bị chúng ta một cái viên RAM, đó là 4GB các bạn nha, và bộ nhớ là 128GB.
Và RAM thì chúng ta sẽ có một cái tính năng nữa, đó là tính năng là mở rộng RAM các bạn nha. Ở phần RAM thì chúng ta sẽ có phần RAM LED nè, chúng ta sẽ mở rộng RAM được lên tới là 4GB các bạn nha, mở rộng RAM lên tới 4GB. Về phần RAM LED này, mở rộng RAM lên 4GB và 2GB tùy theo chúng ta ha. Rồi bộ nhớ trong thì chúng ta sẽ có 128GB, nhưng khả dụng hiện tại là 103GB các bạn nha. Lưu trữ hệ thống thì nó sẽ còn 103 thôi, cái bộ nhớ hệ thống. Với bộ nhớ này thì Quyền nghĩ cũng đáp ứng rất là tốt cho các bạn trong quá trình học tập nè, làm việc nè, chơi game giải trí trên dòng điện thoại này cũng rất là ok. Samsung Galaxy A14 thì chúng ta cũng có trang bị chúng ta là 2 SIM các bạn nha, có hỗ trợ mạng 5G luôn. Viên pin của máy thì chúng ta sẽ có một viên pin là 5000 mAh các bạn nha, 5000 mAh, và có hỗ trợ sạc nhanh là 15W, nó sẽ giúp rút ngắn được thời gian mà chúng ta sạc pin. Và viên pin 5000 thì chúng ta sẽ có một cái thời gian trải nghiệm máy nó sẽ lâu dài hơn cả một ngày dài chẳng hạn các bạn nha, tùy theo mà cái việc mà chúng ta sử dụng máy nhiều hay ít ha. Đây viên pin 5000 đây, và chúng ta sẽ có chế độ tiết kiệm pin, giới hạn sử dụng nền, đó chúng ta bật lên tối ưu ha. Máy thì nó sẽ có thiết một số chương trình thiết lập cho chúng ta rất là ok. Viên pin 5000, máy thì trang bị cảm biến vân tay ở bên hông các bạn nha, đó, ngay nút nguồn luôn. Với mức giá hiện tại của dòng điện thoại Samsung Galaxy A14 5G là 5.190.000 và chúng ta sẽ được giảm chỉ còn có 4.690.000 và có hỗ trợ góp 0% lãi suất tại Thế Giới Động và Điện Máy Xanh. Cô chú anh chị bạn nào đang quan tâm dòng sản phẩm này có thể đến ngay Điện Máy Xanh Cầu Kè nếu mà khu vực Cầu Kè nha, còn khu vực khác có thể đến ngay Thế Động Điện Máy Xanh gần nhất ở khu vực mình để chúng ta thể trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này của chú anh chị bạn mình ơi. Và đây là Samsung Galaxy A23 các bạn nha. A23 thì chúng ta sẽ có hai phiên bản 4GB RAM và 6GB RAM các bạn nha, để chúng ta lựa chọn. Bộ nhớ trong là mặc định là 128GB. Máy thiết kế nguyên khối mặt lưng giải kính nè, nổi bật với cụm camera rất là đẹp như thế này. Với độ phân giải của camera chính là 50, camera phụ là 5, hai cam phụ lại là 2 pixel và đèn LED đây. Camera phần hơi nhô sau mặt lưng các bạn nha. Nói chung là mặt lưng này rất đẹp, đây là mặt màu xanh. Chúng ta sẽ có một cái màn hình cũng khá là ấn tượng nha. Màn hình 6.6 inch với độ phân giải là Full HD Plus, khá là rộng để chúng ta có thể học tập làm việc trải nghiệm trên dòng điện thoại này, rất là vô tư, rất đẹp. Máy thì được trang bị con chip của Mỹ Snapdragon 680 8 nhân. Ngoài ra máy còn hỗ trợ RAM là 4GB hoặc 6GB tùy theo bản chúng ta lựa chọn, có tính năng mở rộng RAM trong phần chăm sóc thiết bị nha, gọi là RAM Plus. Thì chúng ta sẽ có thêm mở rộng thêm RAM để chúng ta có thể tăng được cái dung lượng RAM bên trong, giảm đi cái việc đơ lắc máy các bạn nha, thì bên ta trong quá trình sử dụng. Bởi như trong mặc định là 128GB, tha hồ mà chúng ta lưu trữ dữ liệu luôn, bộ nhớ lớn nữa. Pin thì máy sẽ trang bị pin là 5000 mAh, vẫn hỗ trợ sạc nhanh lên đến 25W. Pin 5000 thì chúng ta trụ được cả một ngày dài rồi, sử dụng cả một ngày dài. Pin hai sạc nhanh nè, 25W nè, giúp cho chúng ta sạc pin nhanh đầy hơn, rút ngắn được thời gian mà chúng ta sạc pin, tăng cái thời gian mà chúng ta trải nghiệm dòng sản phẩm này lên, quá là ok đúng không các bạn. Camera selfie thì hỗ trợ là dạng hình giọt nước với độ phân giải là 8 pixel. Thì có nhiều cô chú như bạn mình đã nói phải chi á là đục lỗ thì quá là ok rồi, Quyền cũng như vậy, Quyền cũng nghĩ như vậy. Nếu đục lỗ thì quá ok rồi, mà đục lỗ thì nó sẽ không có mức giá tốt như thế này. 5.690.000 giảm còn 4.190.000 dành cho phiên bản 4GB. Còn phiên bản 6GB thì chúng ta sẽ có mức giá là 6.190.000 giảm còn 4.690.000 tại Thế Rộng và Điện Máy Xanh. Và chúng ta vẫn có chương trình hỗ trợ rớt luôn cô chú bạn mình ơi. Đến ngay Điện Máy Xanh Cầu Kè để chúng ta trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này, hoặc Thế Rộng Điện Máy Xanh gần nhất cô chú anh chị bạn mình nha. Samsung Galaxy A23 phiên bản 5G. Đây là phiên bản cái màu bạc các bạn. Màu bạc thì mặt lưng nó sẽ là mặt lưng bóng, nó sẽ có dải quay như thế này, rất đẹp luôn các bạn. Nó bật ở mặt lưng thì chúng ta sẽ có thấy một cái cụm camera rất là nổi bật, rất là hầm hố nè, các bạn thấy không? Rất đẹp luôn. 4 cam thì chúng ta sẽ có độ phân giải camera chính là 50, cam phụ nhất là 5 và hai cam phụ còn lại là 2 pixel. Thì đây là đèn LED nằm kế bên các bạn nha. Camera thì có phần hơi nhô so với mặt lưng các bạn,
cái viền nghiêng nè, các bạn thấy không, nó hơi nhô sau mặt lưng nha. Về thiết kế thì chúng ta sẽ có một thiết kế nguyên khói, các góc cạnh thì được bo rất là mềm mại như thế này. Bo rất là mềm mại nha, các bạn thấy không, rất là mềm mại. Khi mà chúng ta cầm nắm cho chúng ta một cảm giác rất là im tay, ôm tay chứ không có cấn tay nha. Rất đẹp. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có một cái nút nguồn ở vị trí này. Nút nguồn này là kết hợp thêm cái mẫu khóa vân tay ở dưới đây được nha, mẫu khóa vân tay một chạm. Phía trên là tăng giảm lượng. Phía trên cùng thì chúng ta sẽ có thêm một cái mic để hỗ trợ thu âm khi chat video call hoặc quay video các bạn. Nó sẽ cho mình cái âm thanh nó sẽ chất lượng hơn, nó sẽ tốt hơn ha, rõ ràng hơn. Bên trái thì chúng ta sẽ có cái chỗ để khay sim. Khay sim nè, chỗ này ha. Đó, thấy không? Hai sim nha, và hỗ trợ mở rộng thẻ nhớ ngoài. Còn phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái jack 3.5, mic thoại nè, sạc Type-C và lo. Rất là tuyệt vời các bạn nha. Về màn hình nữa các bạn thì chúng ta sẽ có một màn hình là 6.6 inch. Bước đầu phân giải là Full HD Plus các bạn nha. Với tần số quét của màn hình lên đến là 120Hz. Khi mà chúng ta muốn chạm này nè, rất là mượt mà. Đó, các bạn thấy không? Thấy quyền búa không? Rất là mượt nha. Cái dòng Samsung Galaxy A23 4G thì cái tần số quét 90Hz nó đã mượt rồi. Còn cái dòng A23 5G này, nó tần số quét lên tới 120Hz thì nó tuyệt vời, ông mặt trời thì nó quạng rất là mượt luôn, phải nói là rất là mượt, rất là tuyệt vời nha. Đó. Máy thì trang bị chúng ta là RAM á, là 6GB hoặc 4GB, nó sẽ có hai biên bản để chúng ta lựa chọn nha. Hai biên bản để chúng ta lựa chọn và có tính năng mở rộng RAM cho chúng ta luôn. Đó. Bộ nhớ trong mặc định là 128GB. Đây là biên bản Quyền có trên tay là biên bản 6GB. 6GB RAM. Chúng ta sẽ có mở rộng RAM nè, 2GB nè, 4GB nè, 6GB. Tùy thì chúng ta muốn mở rộng ha. Đó, tùy theo chúng ta muốn mở rộng bao nhiêu. Và bộ nhớ trong thì chúng ta sẽ có mặc định bộ nhớ trong là 128GB, thì dung lượng khả dụng còn lại là 105GB nữa các bạn. Đó. 105GB. Đó, cũng rất là ok luôn các bạn nha. Đây là một trong những dòng điện thoại có hỗ trợ mạng 5G và được trang bị một con chip của Mỹ các bạn nha. Đây là con chip Snapdragon 695 5G có hỗ trợ mạng 5G của Samsung luôn các bạn. Đây là một trong những dòng điện thoại có mức giá rẻ nhưng mà được cấu hình cũng rất là ok. Snapdragon 695 5G các bạn nha. 8 nhân, RAM thì 6GB hoặc 4GB thì tùy bản mà các bạn lựa chọn. Bộ nhớ trong mặc định là 128GB. Camera selfie của máy là dạng hình giọt nước, với độ phân giải là 8 chấm ha. Đáp ứng đủ nhu cầu chúng ta chụp ảnh selfie và video từ camera trước và chat video call cùng người thân bạn bè cũng rất là ok. Ngoài ra máy còn trang bị chúng ta một viên pin là 5000 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh lên đến là 25W thì giúp chúng ta trụ cả một ngày dài ha. Giảm thời gian để chúng ta sạc pin lại, rút ngắn cái thời gian sạc pin lại và tăng cái thời gian mà chúng ta trải nghiệm sản phẩm này lên. Thì đây là một trong những dòng điện thoại giá tầm khoảng 6 củ máy thôi nhưng mà được cấu hình rất là ok luôn. Thứ nhất là màn hình 120Hz nè, có độ rộng là 6.6 inch, đó, đủ để chúng ta học tập làm việc giải trí trên cái màn hình này, rất là tuyệt vời. Bên cạnh đó được trang bị thêm một con chip của Mỹ nữa, đó là con chip Snapdragon 695 5G, rất là tuyệt vời luôn con chip này. Đó. Có hỗ trợ mạng 5G cho chúng ta luôn. Với mức giá của dòng điện thoại Samsung Galaxy A23 5G bản 4GB là 5.990.000, giảm còn 4.890.000, và phiên bản 6GB RAM thì chúng ta sẽ có mức giá là 6.290.000, giảm còn 5.490.000, và có hỗ trợ góp không dòng đề xuất tại thế động điện máy xanh. Có chứ anh chị bạn nào ở khu vực Cầu Kè đến ngay điện máy xanh Cầu Kè để chúng ta trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này. Còn nếu ở khu vực khác thì có thể đến ngay thế động điện máy xanh gần nhất để chúng ta thêm trên tay trải nghiệm và mua ngay dòng điện thoại Samsung Galaxy A23 5G này nha. Tuyệt vời quá của chính bạn mình ơi, Samsung Galaxy A24 các bạn nha. Ngoài thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế là nguyên khói các bạn nha, mặt lưng là giả kính nha, bóng nha các bạn nha, không phải là nhám nha, mặt lưng bóng, nổi bật với 3 camera rất là đẹp như thế này các bạn thấy không, 3 cam xếp dọc mang theo cái hơi hướng của những dòng flagship các bạn như là S23 hay là S23 Ultra đồ. Những dòng mới ra mắt gần đây thì chúng ta sẽ có một cái camera rất là sắc nét cũng như là rất là đẹp các bạn. Với độ phân giải của camera chính là 50, camera phụ nhất là 5 và cam phụ còn lại là 2 pixel các bạn nha. Rất là tuyệt vời. Về cái ngôn ngữ thiết kế thì Nguyễn cảm thấy là
nó có phần hơi mỏng hơn so với những dòng như là A14 hoặc là A23 các bạn nha, có phần hơi mỏng hơn các bạn nha, cái viền á hơi mỏng hơn. Cảm giác cầm nắm thì rất là vừa tay, máy thực sự là rất là vừa tay các bạn. Về phần camera thì chúng ta sẽ được quay phim các bạn, hỗ trợ quay phim lên đến là Full HD 60 frame, có thể chụp góc rộng nè, và là chụp zoom quang học và có OIS luôn, rất là tuyệt vời nha, có chống rung OIS cho chúng ta, tự lấy nét AF luôn, và có tính năng là quay phim time lapse HDR và camera AI, camera thông minh. Về camera có đèn led chờ sáng đây cũng rất là ok các bạn nha. Về màn hình thì chúng ta sẽ nói về cái màn hình năm nay thì cũng máy Samsung Galaxy A24 thì trang bị màn hình, trang bị màn hình rất là xịn sò, đó là màn hình là 6.5 inch, với độ phân giải là Full HD Plus, và đặc biệt tấm nền ở cái màn hình này là Super AMOLED nên cho ra hiển thị hình ảnh rất là sắc nét các bạn, rất là chân thực nha, rất là sắc nét và chân thực luôn. Cái độ sáng của màn hình lên là 1000 nit luôn, rất là tuyệt vời. Các bạn thấy quyền nè, thao tác vuốt chạm trên màn hình nè, rất là nhạy các bạn thấy không, đó, rất là mượt luôn. Nhờ vào tần số quét của màn hình lên đến là 90 Hz, giúp cho chúng ta những thao tác vuốt chạm trên màn hình như thế này trở nên mượt mà, rất là mượt mà luôn. Ngoài ra thì máy còn có hỗ trợ chúng ta một cái tính năng bảo vệ mắt, đó là giảm ánh sáng xanh đến 50% so với những màn hình thông thường, rất là tuyệt vời trên cái màn hình này luôn. Bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có một cái camera selfie dạng hình giọt nước với độ phân giải là 13 chấm các bạn nha, 13 chấm về camera này, có thể chụp hình rốc rộng, làm có tính năng làm đẹp trên camera này luôn. Và tiếp theo là về tốc độ xử lý, vi xử lý, đó là máy sẽ được trang bị CPU là Helio G99 8 nhân, được sản xuất trên tiến trình là 6 nanomet, và tốc độ tối đa của chip là 2.2 GHz, giúp những thao tác vuốt chạm trên màn hình và cũng như là tác vụ xử lý chơi game trở nên mượt mà hơn các bạn nha. Rất là tuyệt vời trên dòng điện thoại A24. Máy trang bị con chip đồ họa là Mali G57. Nói chung là những thao tác vuốt chạm của Quyền cảm thấy rất là mượt mà, rất là mượt mà, rất là phê luôn nha, rất là tuyệt vời. Ngoài ra máy thì trang bị viên RAM là 6GB các bạn nha, 6GB, và bộ nhớ trong 128GB, và máy còn một biên bản nữa là biên bản 8GB các bạn nha. Sẽ có hai biên bản để chúng ta lựa chọn, đó là 6GB RAM hoặc là 8GB RAM, tùy theo mà biên bản mà chúng ta lựa chọn. Các bạn thấy nguyên đứa không, quá là mượt luôn các bạn. Bộ nhớ trong 128GB và có tính năng mở rộng thẻ nhớ lên đến là 1TB mở rộng thẻ nhớ ngoài các bạn nha. Máy hỗ trợ 2 SIM, hỗ trợ 4G, khi SIM sẽ để ở bên đây bên trái các bạn nha, vị trí bên trái 2 SIM Nano. Máy trang bị sạc là dòng dạng sạc Type C, viên pin là 5000 mAh và có hỗ trợ sạc là 25W, tốc độ sạc nhanh các bạn nha. Ở đây là loa mic và jack 3.5. Bên trên sẽ có thêm một cái mic để hỗ trợ thu âm khi chat video call hoặc quay video các bạn nha. Còn bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn tích hợp một khóa dừng tay, và phía trên là tăng giảm lượng, bỏ phần dừng tay chạm các bạn nha, một chạm. Máy nặng thì 195 gram. Về trọng lượng của máy, về cảm giác cầm nắm thì Quyền cảm thấy là rất là vừa tay. Ngoài ra máy còn có một phiên bản màu đen nữa các bạn, đây là phiên bản màu đen, rất là đẹp luôn nha. Máy là hai màu đây, để cho bạn xem, hai màu, máy sản xuất có hai màu thôi, đó là màu đen và màu xanh các bạn nha. Viền đây, đây đây bạn xem ha, rất là ok.
thích màu nào thì lấy màu đó thôi. Về mức giá của dòng điện thoại Samsung Galaxy A24 thì chúng ta sẽ mức giá là 6.490.000, giảm còn 6.290.000 dành cho phiên bản 6GB, và chúng ta sẽ được giảm thêm 300 đến 700 tùy vào cái vòng quay may mắn khi mà chúng ta quay. Phiên bản 8GB thì chúng ta sẽ mức giá là 6.990.000, giảm còn 6.790.000, và chúng ta cũng có áp dụng chương trình vòng quay may mắn để chúng ta giảm thêm từ 300.000 đến 700.000 tùy vào cái việc mà chúng ta quay vào cái phần giảm được bao nhiêu các bạn nha. Rồi, cô chú và bạn muốn quan tâm dòng sản phẩm này thì có thể đến ngay Thế Di Động Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này. Còn nếu mà khu vực Cầu Kè, đến ngay Điện Máy Xanh Cầu Kè cô chú và bạn mình nha. Trên tay Quyền đây là dòng điện thoại Samsung Galaxy A33 các bạn nha. Đây là bản 5G, rất là đẹp, mặt đường nhám, hạn chế bấm vân tay chạy xước. Các bạn thấy nổi bật với cụm camera 4 cam, với độ phân giải của camera chính là 48, cam phụ trước là 8, cam phụ thứ hai là 5 và cam phụ còn lại là 2 pixel. Đèn LED đây. Camera thì chúng ta sẽ có phần hơi nhô sau mặt lưng nha. Đó. Đây là màn hình của máy. Màn hình của máy là tấm nền AMOLED nên là hiển thị hình ảnh nó cực kỳ sắc nét các bạn nha. Đó. Rồi chúng ta sẽ có độ phân giải là Full HD Plus và cái độ rộng của màn hình là 6.4 inch. Tuyệt vời luôn các bạn. Máy trang bị con chip Exynos 12808 nhân do chính Samsung sản xuất và RAM là 6GB, ở trong là 128GB. Đáp ứng đủ nhu cầu học tập, làm việc, chơi game giải trí chúng ta trên dòng sản phẩm này. Rất là mượt mà các bạn nha. Về camera selfie, là dạng hình giọt nước như thế này các bạn, với độ phân giải của camera selfie là 13 pixel, pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh là 25W, giúp cho chúng ta sạc pin nó trở nên nhanh chóng hơn, tiện lợi hơn các bạn nha, và trải nghiệm nó sẽ lâu hơn. Thiết kế của máy thì chúng ta sẽ không có jack 3.5 các bạn nha. Phía dưới chúng ta chỉ có mic thoại, sạc và loa thôi. Bên trái sẽ không có phím bấm nào cả. Phía trên thì chúng ta sẽ có chỗ để khe sim và thêm một cái mic hỗ trợ thu âm khi chat record hoặc quay video. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn và tăng giảm lượng. Cảm biến vân tay thì chúng ta sẽ được đặt phía trong màn hình luôn các bạn, và không có trang bị jack 3.5. Với mức giá hiện tại là 7.290.000 và chúng ta sẽ được giảm chỉ còn có 5.490.000. Ngoài ra chúng ta còn được hỗ trợ góp luôn các bạn nha, tại Thế Động Điện Máy Xanh. Cô chú và bạn quan tâm đến dòng sản phẩm Samsung Galaxy A33 5G có thể đến ngay Điện Máy Xanh Cầu Kè nếu ở khu vực Cầu Kè, còn khu vực khác có thể đến ngay Thế Động Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này của chú và bạn mình nha. Và trên tay Quyền đây là dòng điện thoại Samsung Galaxy A34 5G các bạn. Về thiết kế thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế nguyên khối các bạn nha. Viền à, các bạn thấy cái viền rất là đẹp, bo cái góc cạnh tạo chúng ta cảm giác cầm nắm rất là ôm tay. Mặt lưng thì mặt lưng nhám, hạn chế bấm vân tay chạy xước các bạn nha. Nổi bật với 3 cam, với độ phân giải của camera chính là 48, camera phụ thứ nhất là 8 và cam phụ còn lại là 5 pixel. Và chúng ta sẽ có đèn LED kế bên các bạn nha. Đây là một trong những cái ngôn ngữ thiết kế giống như những dòng Galaxy các bạn nha, như dòng Samsung Galaxy A23, S22. Về bên trái thì chúng ta sẽ không có phím bấm nào cả các bạn. Phía dưới thì chúng ta sẽ có mic thoại, loa và jack sạc Type-C. Bên phải chúng ta sẽ có nút nguồn, phía trên là tăng giảm âm lượng. Phía trên cùng chúng ta sẽ có chỗ để khe sim và thêm một cái mic để mà chúng ta hỗ trợ thu âm khi chat protocol hoặc quay video. Về màn hình của máy thì chúng ta sẽ có một màn hình là 6.6 inch với độ phân giải là Full HD Plus và tấm nền của màn hình là Super AMOLED. Đây là một trong những tấm nền rất là đẹp của Samsung các bạn nha. Với màn hình thì chúng ta sẽ có một cái độ sáng là 1000 nit các bạn. Khi mà chúng ta sử dụng ngoài trời thì cái độ hiển thị nó cũng rất là rõ các bạn. Với một cái tần số quét lên đến là 120Hz thì giúp cho chúng ta những thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà hơn, và cái độ nhạy, độ phản hồi của màn hình nó rất là ok các bạn nha. Chúng ta có thể kiểm tra về cái độ tần số quét của màn hình ở trong cái phần màn hình, và chúng ta sẽ có độ mượt của chuyển động thì chúng ta sẽ có thể tiêu chuẩn và cao thì chúng ta có thể được lựa chọn ha. Ở dưới đây chúng ta sẽ có thể 60Hz hoặc là 120Hz đây. Đây là một trong những dòng điện thoại mới ra mắt của Samsung, mọi người thấy cũng rất là đẹp. Nhưng mà cầm nắm thì rất là ôm tay. Nhưng mà tiếc một điều ở dòng điện thoại Samsung Galaxy A34 là một màn hình giọt nước các bạn. Nó camera giọt nước chứ không phải là đục lỗ các bạn nha. Nếu mà đục lỗ thì nó sẽ đẹp hơn.
Về camera selfie thì chúng ta sẽ có một cam với độ phân giải là 13 megapixel là camera selfie. Về tính năng của camera camera thì sẽ cho chúng ta một cái camera cũng chất lượng rất là cao, với tính năng quay phim lên đến là 4K 30 frame các bạn. Đây, độ phân giải lên đến 4K 30 frame. Một số tính năng như chụp chân dung chuyên nghiệp, quay RAW chuyên nghiệp, chụp một chạm, chụp ban đêm, thức ăn, toàn cảnh, macro, chuyển động chậm, chuyển động siêu chậm và chuyển động nhanh, có đủ các bạn nha. Và đây là camera selfie rất là nét. Máy thì trang bị con chip là Dimensity 10808 nhân các bạn nha. Dimensity thì chúng ta sẽ có một con chip với cái độ, nói chung là nó sẽ không có nóng khi mà chúng ta sử dụng các bạn nha, nó không có nóng máy khi mà chúng ta sử dụng, nó rất là mát máy. Đó về con chip mới này. Rồi chúng ta sẽ có 8 nhân và tốc độ tối đa của con chip này là 2.2 GHz. RAM thì chúng ta sẽ có là 8GB RAM và bộ nhớ trong là 128GB hoặc là 256GB tùy theo mừng bản mà chúng ta lựa chọn các bạn nha. Pin thì chúng ta sẽ có 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh là 25W. Với mức giá của dòng điện thoại Samsung Galaxy A34 5G là 8.490.000 giảm còn 7.490.000 dành cho phiên bản 128GB. Còn phiên bản 256GB thì chúng ta sẽ có mức giá là 9.490.000 và chúng ta sẽ có một cái chương trình quay vòng vòng may mắn giảm được 1.1 triệu cho đến 1.5 triệu các bạn nha. Khá là ok. Còn phiên bản 128GB thì sẽ không có áp dụng chương trình này. Đến ngay Thế Đồng điện máy xanh cô chú bạn mình ơi. Và trên tay Nguyễn đây là dòng điện thoại Samsung Galaxy A53 các bạn. Máy thì được trang bị chúng ta một cái cụm camera rất là hầm hố phía sau, với độ phân giải của camera chính là 64 megapixel, camera phụ nhất là 12 và hai cam phụ còn lại là 5 megapixel. Đèn đã cái bên đây các bạn nha. Mặt lưng là mặt lưng nhám, hạn chế bóng bên tay và giày xước các bạn. Đó, thiết kế nguyên khỏi. Về màn hình thì chúng ta sẽ có một cái màn hình với độ phân giải cực cao, Full HD Plus, độ rộng màn hình là 6.5 inch và chúng ta sẽ có tấm nền là AMOLED. Bên cạnh đó thì tần số quét của màn hình lên đến là 120Hz, giúp cho những thao tác bút chạm trở nên mượt mà hơn, phản hồi từ màn hình này nhanh tuyệt vời luôn các bạn. Quá là ok luôn các bạn ơi. RAM thì chúng ta sẽ có 8GB RAM và bộ trong là 128GB. Đây là một trong những dung lượng RAM đáp ứng hầu hết các tác vụ cho của chúng ta, từ làm việc, học tập, làm chơi game giải trí dòng điện thoại này. Đó, chip là Exynos 12808 nhân và dĩ nhiên là sẽ có hỗ trợ mạng 5G chúng ta rồi. Camera selfie các bạn thấy không, camera selfie ở trên máy này dạng hình đục lỗ nè. Đó, với độ phân giải là 32 megapixel thì đem lại những bức ảnh và video chân thực nhất có thể khi chúng ta quay từ camera selfie. Quả là ok luôn. Pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh là 25W các bạn nha, sạc nhanh 25W tuyệt vời, ông mặt trời luôn. Bên trái thì chúng ta sẽ không phím bấm đầu cả, phía dưới thì chúng ta sẽ có chỗ để cây sim các bạn nha, máy hỗ trợ 2 sim, jack 3.5, thiết thoại. Sorry các bạn, không có jack 3.5 nha, ở dưới là sạc tai si và lo thôi. Bên phải là nút nguồn và tăng giảm lượng, phía trên là chúng ta sẽ thêm có mic hỗ trợ thu âm khi chat video call hoặc quay video thôi. Sẽ không có jack 3.5 trên dòng điện thoại Samsung Galaxy A53 này. Không có jack 3.5 vậy nha. Xài dòng tai nghe tai si hoặc là Bluetooth thôi. Với mức giá hiện tại là 9.990.000 và chúng ta sẽ được giảm chỉ còn có 6.790.000 tại Thế Giới Động và Điện Máy Xanh. Đây là một trong những thời điểm giảm giá rất là sâu đối với dòng điện thoại Samsung Galaxy A53 5G năm nay. Cô chú các bạn mình quan tâm đến dòng sản phẩm này thì hãy đến ngay Thế Động Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta thể trên tay trải nghiệm và có thể mua ngay với một mức giá cực kỳ hấp dẫn như thế này cô chú các bạn mình nha. Ở khu vực Cầu Kè thì đến ngay Điện Máy Xanh Cầu Kè, còn khu vực khác thì đến ngay Thế Động Điện Máy Xanh gần nhất nha. Chúng ta cảm giác cầm nóng thì rất là ôm tay các bạn, viền của máy ha. Bên trái thì chúng ta sẽ không có biếm bấm nào cả, phía dưới là chúng ta sẽ biết thoại sạc và lo. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn, phía trên là tăng giảm lượng các bạn nha. Phía trên cùng chúng ta sẽ có chỗ để khi sim và hỗ trợ thêm mic thu âm khi chat video hoặc quay video, nó sẽ có một âm thanh chất lượng hơn, tốt hơn. Thiết kế thì chúng ta sẽ có mặt sau là kính luôn các bạn nha, nổi bật với 3 cam. Với độ phân giải của cam đã chính là 50, cam và phụ nhất là 12 và cam phụ còn lại là 5 megapixel. Đèn led kế bên đó các bạn nha, màu này rất là đẹp. Này màu vàng chanh.
Về màn hình thì chúng ta sẽ có một màn hình là 6.4 inch với độ phân giải là Full HD Plus và sử dụng con chip Exynos 1380 8 nhân. Đây là con chip mới của Samsung các bạn nha, cho chính Samsung sản xuất và đô trên máy này thì cho chúng ta một cái hiệu năng nó sẽ ok hơn. Quyền của hôm nay thì Quyền cũng có xem review của các anh review lớn như một vật vờ Tuxedo hay là các anh khác, thì chúng ta sẽ có sự trải nghiệm về game trên dòng điện thoại Samsung Galaxy A54 5G này rất là ok các bạn nha. Năm nay thì Samsung không còn sản xuất ra dòng A7 nữa, A74 này đã bỏ luôn, chỉ còn A54 thôi 5G nha. Camera selfie thì dạng đục lỗ nằm bên trong màn hình thì chúng ta sẽ có một cảm giác nó đẹp hơn so với dòng A34 các bạn. Độ phân giải là 32 pixel. Hứa hẹn sẽ chúng ta có một cái camera selfie sắc nét và chân thực nhất có thể từ camera selfie các bạn nha, 32 pixel. Ở đây cho bạn xem ha, về camera. Về video thì chúng ta sẽ có độ phân giải lên đến là 4K 30 frame các bạn nha, và có chống rung luôn. Một số năng chụp khác như là chụp chuyên nghiệp, quay video chuyên nghiệp, chụp một chạm, chụp ban đêm, thức ăn, toàn cảnh, macro và chuyển động siêu chậm và chuyển động chậm, tua nhanh. Về camera selfie thì chúng ta sẽ có camera selfie 32 pixel, và quay video thì chúng ta cũng có một độ quay video rất là đẹp. Máy thiết kế rất đẹp các bạn. RAM thì chúng ta sẽ có là 8GB, bộ nhớ trong là 128GB. Về tần số quét màn hình thì chúng ta sẽ có một cái tần số quét màn hình lên đến là 120Hz thì giúp cho chúng ta có một cái độ nhạy rất là cao nha, rất là mượt, thao tác vuốt chạm rất là mượt trên dòng điện thoại này. Về pin thì chúng ta sẽ có là 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh là 25W các bạn, giúp cho chúng ta sử dụng được một cả một ngày dài, và tốc độ sạc lên đến là 25W thì giúp chúng ta rút ngắn được cái thời gian mà chúng ta sạc pin và tăng cái thời gian trải nghiệm lên. Với mức giá hiện tại của dòng điện thoại Samsung Galaxy A54 5G bản 128GB là 10.490, giảm còn 9.490. Còn phiên bản 256GB thì chúng ta sẽ mức giá là 11.490, giảm còn 9.990.000 và có hỗ trợ góp không chậm lãi suất tại Thẻ Rộng Điện Máy Xanh. Đến ngay Thẻ Rộng Điện Máy Xanh gần nhất cô chú anh chị bạn mình nha. Và trên tay Quyền đây là dòng điện thoại Samsung Galaxy A73. Đây là dòng điện thoại chùm cuối của dòng A của hãng Samsung. Quái tuyệt vời luôn các bạn. Màn hình lớn nè đó, và có tần số quét là 120Hz, và chúng ta sẽ có một tốc độ vuốt mượt mà, rất là mượt mà luôn các bạn. Máy trang bị màn hình là 6.7 inch với độ phân giải là Full HD Plus và tấm màn là Super AMOLED nên hiển thị màu sắc hình ảnh rất là đẹp, rất là chân thật cho chúng ta. Máy được thiết kế nguyên khói, mặt đường nhám, hạn chế bấm bằng tay với chạy sướng các bạn nha. Nổi bật với cụm camera. Độ phân giải của camera chính lên tới là 108 pixel, cam phụ thứ nhất là 12 và hai cam phụ còn lại là 2 pixel. Đèn LED đây, camera phần nhô sau mặt lưng các bạn nha. Tuyệt vời, 108 pixel để chụp nét căng luôn các bạn. Bên trái thì chúng ta sẽ không có phím bấm nào cả các bạn. Phía dưới thì chúng ta sẽ có mic thoại, sạc và loa. Sẽ không có jack 3.5 nha trên dòng này. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn nè, tăng giảm lượng. Phía trên chúng ta sẽ có chỗ để khay sim và một thêm một cái mic hỗ trợ thu âm khi chat vocal nè. Về video. Cảm biến vân tay thì sẽ được đặt dưới màn hình luôn các bạn nha. Rất là mượt mà. Máy thì được trang bị con chip của Mỹ Snapdragon 77 8G 5G 8 nhân các bạn nha. RAM thì 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Quá xuất sắc trên dòng điện thoại này rồi, chip Mỹ nữa. Thè hồ mà chúng ta chơi game giải trí với đồ điện thoại này. Camera selfie là dạng đục lỗ nằm phía trong màn hình thế này với độ phân giải là 32 pixel, đem lại cho chúng ta những bức ảnh và video chân thực và sắc nét nhất có thể từ camera selfie các bạn. Pin là 5000 nha các bạn nha, sạc nhanh là 25W. Quá là im luôn, quá là tuyệt vời. Trải nghiệm cả một ngày dài và tốc độ sạc pin lại được rút ngắn nữa. Như vậy là còn nhiều bằng các bạn ơi. Và mức giá của dòng điện thoại Samsung Galaxy A73 5G hôm nay sẽ là 11.990, giảm cho chúng ta chỉ còn có 8.790.000 tại Thế Rộng và Điện Máy Xanh, và có hỗ trợ góp cho chúng ta cô chú bạn mình ơi. Đến ngay Thế Rộng và Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này nha. Và đừng quên
để lại một like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào khi Quyền đăng tải lên kênh YouTube của Quyền Gà Bốc, cập nhật giá liên tục gửi đến tất cả cô chú anh chị bạn mình. Đâu là dòng điện thoại mà cô chú anh chị bạn mình quan tâm, hãy bình luận dưới video này cho Quyền biết quý nha. Và đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào khi Quyền đăng tải lên kênh YouTube của Quyền Gà Bốc. Qua đây thì Quyền cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ Quyền trong suốt khoảng thời gian qua. Mặc dù là Quyền làm video cũng không có hay lắm, coi được thôi chứ không có hay, mà cô chú anh chị mình cũng luôn ủng hộ Quyền. Như vậy là Quyền rất là biết ơn và cảm kích. Rồi, Quyền kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các cô chú, anh chị và các bạn mình trong các video lần sau nha. Bye bye.